Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học của công ty du học Tân Đại Dương. Và hiện tại thì công ty du học Tân Đại Dương đang diễn ra tuần tham vấn cùng trường đại học Curtin ở Singapore. Đây nằm trong top 2% các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Và khi mà các bạn đăng ký nhập học tại trường Curtin Singapore thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được những học bổng có giá trị khủng. Nhưng đây thì Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu với các bạn đôi nét về trường đại học Curtin Singapore. Thì trường Curtin Singapore là chi nhánh của trường đại học công lập Curtin của Úc, nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Bằng cấp của trường đại học Curtin thì được công nhận và đánh giá cao trên toàn cầu. Và sinh viên khi tốt nghiệp tại đây thì sẽ được nhận được những kỹ năng cần thiết và hoàn toàn tự tin cho một sự nghiệp thành công trong môi trường làm việc quốc tế. Vào năm 2017 thì trường đại học Curtin Singapore đã có những suất học bổng vô cùng giá trị dành cho các bạn tân sinh viên. Cụ thể như sau: đầu tiên đó là học bổng dành cho chương trình cao đẳng thương mại và truyền thông với giá trị lên đến 70 triệu đồng, và học bổng dành cho chương trình cử nhân và giá trị học bổng này cũng lên tới 70 triệu đồng. Và cuối cùng đó là học bổng dành cho chương trình thạc sĩ, thì giá trị cho số học bổng này sẽ từ 87 triệu đồng cho tới 140 triệu đồng tùy theo chuyên ngành. Điều kiện để mà nhận được các suất học bổng này thì như thế nào, cũng như là các chương trình học của trường ra sao, và yêu cầu đầu vào của từng chương trình học cũng như là các môn học của các chuyên ngành này thì có mang cái tính ứng dụng cao cho các bạn sau khi mà tốt nghiệp hay không, thì các bạn hãy tham dự ngay tuần tham vấn của trường đại học Curtin Singapore với Tân Đại Dương nhé. Và thời gian diễn ra là bắt đầu từ ngày thứ hai 22 tháng 5 năm 2017 tới ngày thứ sáu là 26 tháng 5 năm 2017. Thời gian thì buổi sáng sẽ từ 9 giờ tới 11 giờ và buổi chiều là từ 15 giờ cho tới 17 giờ. Và địa điểm diễn ra chương trình này là tại văn phòng của công ty du học Tân Đại Dương tại mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và số điện thoại đăng ký đó là 0838484879 hoặc là 0838382080, hoặc là các bạn cũng có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương là tddvn.com hoặc là tandaiduong.edu.vn hoặc là duhocsingapore.net. Và nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn lý do tại sao mà các bạn nên chọn học Singapore tại trường Curtin. Đầu tiên đó là trường nằm trong top 100 trường đào tạo chuyên ngành về tài chính và kế toán tốt nhất 2014 và top 100 trường đào tạo về chuyên ngành truyền thông đại chúng tốt nhất trên thế giới vào năm 2014 và nằm trong top 25 trường đại học dưới 50 tuổi tốt nhất trên thế giới năm 2013 và top 10 trường đào tạo về kinh doanh tốt nhất nước Úc năm 2013 và nằm trong top 2 trường đào tạo về chuyên ngành về quản lý chuỗi cung ứng tốt nhất nước Úc năm 2013 và năm 2014 và nằm trong top 4 trường đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ kinh doanh quốc tế tốt nhất tại Úc năm 2013-2014. Ưu điểm của trường Curtin Singapore đó là các bạn sẽ học 3 học kỳ trong vòng 1 năm và thời gian tốt nghiệp vì vậy sẽ được rút ngắn hơn rất là nhiều. Về học phí cũng như là chi phí sinh hoạt thì sẽ thấp hơn nhiều so với việc đi du học tại các quốc gia khác. Và đặc biệt thì thủ tục visa rất là đơn giản, các bạn không cần phải chứng minh tài chính và các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ trường. Và các bạn sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang các khu học xá tại Úc và các trường trong hệ thống Navitas. Và Tân Đại Dương thì hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học Curtin Singapore tại Việt Nam. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là các yêu cầu học bổng thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Địa chỉ tại quận Nhất đó là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và số điện thoại là 0838484879. Và tại quận 5 đó là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và tại Nha Trang đó là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.